Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 3. Trong video này, chúng ta sẽ học bài số 8, Unit 8, My School Things, các đồ dùng học tập. Tiết số 3, Lesson 3. Trong tiết số 3 này, chúng ta sẽ cùng ôm lại toàn bộ các cái từ vựng và các cái cấu trúc câu trong cả Lesson 1 và Lesson 2. Sau đó chúng ta sẽ làm một số các cái bài tập ứng dụng ha. Chúng ta đến với phần đầu tiên, listen and repeat, lắng nghe và lặp lại. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe các cái từ vựng chứa các cái âm và các cái câu chứa các cái từ vựng đó. Và mình sẽ cùng nhau luyện tập ha. Hai âm là âm kế, ư và âm a. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này. Book, một quyển sách. Tôi có một quyển sách. Eraser, một cái cục tẩy. Bạn có cái cục tẩy nào không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và luyện đọc lại nhé. Page 60. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Book. I have a book. A. Eraser. Do you have an eraser? Các bạn có thể tua lại video để mình luyện nghe nhiều lần và sau đó mình sẽ cùng nhau luyện đọc, luyện nói nha. Chúng ta đến với phần số 2, listen and circle, lắng nghe và sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng. Trong phần này chúng ta sẽ có câu số 1 và câu số 2. Ở mỗi câu các bạn sẽ thấy có một chỗ trống như thế này và ba cái đáp án A, B hoặc là C. Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó mình sẽ khoanh tròn vào đáp án đúng A, B hoặc là C. Như thường lệ trước khi lắng nghe chúng ta sẽ cùng nhau đọc lên và tìm hiểu nội dung của phần này. I have, tôi có, a book, một quyển vở, an eraser, một cái cục tẩy, a pencil case, một cái hộp bút. A book là một quyển sách nha. Ở câu số 2 chúng ta có Do you have, bạn có a pencil case, một hộp bút không? An eraser, bạn có một cục tẩy không? A book, bạn có một quyển sách hay không? Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó mình sẽ tích khoanh tròn, circle khoanh tròn vào cái đáp án nào mà các bạn nghe được nha. Page 60. Lesson 3. Activity 2. Listen and circle. 1. I have an eraser. 2. Do you have a book? Các bạn có thể tua lại video để mà mình nghe lại nhiều lần. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nè. Câu số 1 đáp án đúng sẽ là B, an eraser. Tôi có một cục tẩy. Và ở câu 2 chúng ta sẽ có a book. Bạn có quyển sách không? Brilliant. Các bạn sửa bài vào vở nha. Chúng ta đến với phần số 3, Let's Chant, cùng nhau luyện hát. Trong phần này chúng ta sẽ có một bài hát để mà mô tả hai cái bức tranh ở hai bên như thế này. Các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó mình sẽ luyện tập. Phần này nó sẽ nâng cho các bạn kỹ năng đọc, kỹ năng nói và kỹ năng hát nha. Trước khi lắng nghe, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của phần này. Book, một quyển sách. Tôi có một quyển sách. Bạn có một quyển sách hay không? Có, tôi có. Cục tẩy. Tôi có một cục tẩy. Bạn có một cục tẩy hay không? Không, tôi không có. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhé. Page 60. Lesson 3. Activity 3. Let's chant. Book, book, book. I have a book. Do you have a book? Yes, I do. Yes, I do. Eraser, eraser, eraser. I have an eraser. Do you have an eraser? No, I don't. No, I don't.
đến với phần số 4, read and complete, đọc và sau đó hoàn thành đoạn văn. Trong phần này chúng ta sẽ có một đoạn văn và ở trong đoạn văn này sẽ có 4 chỗ trống. Đồng thời ở phía trên chúng ta sẽ có 4 từ vựng ha. Các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của 4 từ vựng này, đọc cái đoạn văn này lên, tìm hiểu và sau đó mình sẽ điền 4 cái từ vựng này vào từng cái vị trí thích hợp tương ứng sao cho nó hợp lý. Trước hết chúng ta sẽ xem nè, eraser, cục tẩy, have, có, mine, của tôi và pen là cây bút máy, cây bút mực. Look at my school things. Hãy nhìn vào các cái đồ dùng học tập của tôi này. Tôi một quyển vở. Vậy sẽ là tôi. Tôi có một quyển vở. Khi mình liệt kê các cái đồ dùng học tập nè, vậy thì chỗ này số 2 cũng phải là một cái đồ dùng học tập nào đó. Các bạn sẽ thấy là eraser và pen đều là đồ dùng học tập. Tuy nhiên, chúng ta có chữ a, vì a nó chỉ đi được với là a pen chứ không đi được với a eraser. Vậy số 2 chúng ta sẽ có từ pen, a pencil case và an. Ở câu số 3 chúng ta sẽ có an nè. Vậy thì an này nó chỉ đi được với eraser. Vậy thì từ cuối cùng sẽ là I like. Tôi thích các đồ dùng học tập của tôi, my. Các bạn sẽ đọc bài lại một lần ha, mình dịch bài trước nha. Hãy nhìn vào các đồ dùng học tập của tôi. Tôi có một quyển vở, một cây bút máy, một hộp bút, một cục tẩy và một quyển sách tiếng Anh. Tôi thích các đồ dùng học tập của tôi. Bạn có bất cứ cái đồ dùng học tập nào hay không? Look at my school things. I have a notebook, a pen, a pencil case, an eraser, and an English book. I like my school things. Do you have any school things? Các bạn sửa bài vào vở và mình cùng nhau luyện đọc nhé. Chúng ta đến với phần số 5, let's write, luyện viết. Trong phần này chúng ta sẽ có một đoạn văn để giới thiệu về bản thân của mình, cũng như là các cái đồ dùng học tập trong cái ba lô của mình. Cái phần số 5 này nó tương tự giống như phần số 4 ở đằng trước, nhưng mà bài này mình tự nói về bản thân của mình ha. Vậy trước hết nè, my name is, tên của tôi là, các bạn sẽ điền tên của mình ở ô đầu tiên. Hãy nhìn vào các đồ dùng học tập của tôi có cái gì đó và cái gì đó. Vậy ở vị trí số 2 và vị trí số 3 các bạn sẽ điền vào những cái đồ dùng học tập của mình. Các bạn có thể điền nhiều đồ cũng được, hoặc là chỉ cần là mỗi ô trống các bạn điền tên của một đồ vật cũng được ha. Trong này mình ví dụ nè, my name is Jenny, tôi tên là Jenny, hãy nhìn vào các đồ dùng học tập của tôi nào. Tôi có một quyển sách, a book, một cây bút, a pen, một cây bút chì, a pencil, một cái ba lô, a school bag, và một cục tẩy, an eraser. Hoặc là các bạn chỗ này chỉ rằng là I have a book, tiếp theo and an eraser là được ha. Tùy các bạn muốn viết nhiều cũng được mà muốn viết ít lại cũng được, không sao cả. Chúng ta đến với phần số 6, project, phần dự án. Đây là phần tổng hợp lại toàn bộ các từ vựng tiếng Anh cũng như là các cái cấu trúc câu của lesson 1, 2 và 3 để các bạn tạo thành một cái bài nói thuyết trình trước lớp ha. Trong phần này các bạn sẽ cùng vẽ các cái đồ dùng học tập của các bạn lên một bức tranh nè, tạo lên một bức tranh. Sau đó các bạn sẽ đứng ở trước lớp và các bạn sẽ cùng thuyết trình trước mặt các bạn là tôi có các cái đồ dùng học tập như sau. I have, tôi có cái gì đó, có cái gì đó, có cái gì đó. Nó tương tự giống như bài 5 phía trước ha. Bài 5 thì các bạn viết và bây giờ bài 6 các bạn sẽ chuyển thành hình ảnh vẽ và sau đó là mình nói ở trước lớp. Phần này sẽ luyện kỹ năng speaking ha, kỹ năng nói thuyết trình trước lớp cho các bạn, để tạo cho các bạn mạnh dạn hơn, nên là các bạn cứ cố gắng mà làm nhé. Nội dung của tiết số 3 bài số 8 đến đây là hết. Miss Thùy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!